Chào các em. Hôm nay thầy giảng cho các em vòng huyện của bảng B vòng 15 để các em lấy kinh nghiệm thi bảng A cũng như là những em đã đậu vòng huyện chúng ta chuẩn bị thi vùng tỉnh. Trong những ngày tới thầy sẽ ra khóa học V74, V84, 64 và V93 để phục vụ cho các em đậu huyện tiếp tục thi tỉnh nha. Riêng khóa chính này sẽ có hỗ trợ để thi quốc gia nữa nếu các em đậu. Trang web của thầy các em vẫn thường xuyên vào để theo dõi ha. Chú ý mấy cái trang web giả mạo ha, các em đừng có bị lừa ha. Hiện nay có một số trang web là giả trang web của thầy Luận. Các em đăng ký kỹ, phải vô đúng cái trang web này đó thì mới đăng ký, còn những trang web không phải của thầy Luận thì làm ơn các em tránh xa ra, họ lừa đảo ha. Bài thi số 1 đi tìm kho báu. PS bằng 1 phần, SQ bằng 3 phần, thì PS cộng SQ sẽ là 4 phần, vậy là PQ 4 phần là 1/4 ha. Nghiệm của phương trình này mình giải bình thường thôi, trừ mở ngoặc trừ 4 gì à, mở ngoặc 8x cộng 14 cộng 6x cộng 4 bằng 0 trừ 2. Cho hình thang ABCD. ABCD nè, diện tích 164, đường cao là 8, AB bằng 10, CD bằng 17. Ủa, AD song song BC mà hả? Lộn, AD song song BC. Chỉnh lại cái vẽ hình ra đi. AB bằng 10, vậy chiều cao bằng 10 đó. Đâu có. Vẽ cái hình ra đi. Hình có vẻ làm rối rắm. Tôi ghét nhất mấy cái đề cứ làm lòng nhập, thích lừa nhau ha. Rồi tùm lum cái vẽ hình này. Hình thang ABCD, vậy thì ta vẽ hình thang ABCD cái gì đó. Rồi cho hai đáy nằm ngang cho nó khỏe. Diện tích biết rồi, đường cao là 8. AD song song BC. AD lớn hơn BC. Vậy AD nằm dưới đi. BCD. AB thì bằng 8. AB bằng 10 xin lỗi. CD bằng 17. AB bằng 10, CD bằng 17. Đường cao thì bằng 8. Vẽ đường cao. Đây đường cao bằng 8 kìa. Thì đặt thêm điểm này là E chẳng hạn, cho dễ nói chuyện. Như vậy là độ dài cạnh BC là bao nhiêu? Diện tích là 164. Đọc lại đề. ABCD là hình thang, AD lớn hơn BC, diện tích 164, đường cao là 8, CD 17. Rồi giờ thầy giảng như thế này, thầy vẽ thêm một đường cao nữa từ đây xuống. Như vậy các em thấy ngay đó là cái đoạn CF cũng sẽ bằng 8. Tự chứng minh đi nha. BCFE là hình chữ nhật. Ba góc hình bình hành
có một góc vuông hình chữ nhật. Rồi giờ các em dùng định lý Pythagore cho thầy. Định lý Pythagore trong tam giác BEA, các em sẽ dư sức tính được AE là bằng 6. Đồng thời các em dùng định lý Pythagore trong tam giác CFD, các em dư sức tính được là FD sẽ bằng 15. Cứ tính theo thầy hướng dẫn đi. Rồi các em đặt BC là x, cái đoạn cần tìm á, giống như giải toán một cái lập phương trình á. BC bằng x thì EF cũng sẽ bằng x. Hình chữ nhật mà. Rồi ta lập công thức tính diện tích của hình chữ nhật này nha. Ta sẽ lập công thức tính diện tích của hình chữ nhật. Theo đề diện tích biết rồi. Diện tích của hình thang thì bằng đáy bé cộng đáy lớn. Đáy bé là x cộng đáy lớn là 6 cộng x cộng cho 15. Rồi nhân cho chiều cao là nhân cho 8. Rồi chia đôi. Đó. Mà theo đề thì diện tích đó là bằng 164, đúng không? Rồi từ đây các em sẽ tìm được x thôi. Rồi chụp cái máy tính. X cộng x là 2x. 2x cộng cho 6 với 15 là 21. Rồi bằng 2 nhân 164. 2 nhân 164 chia cho 8. Rồi giải tìm x. X sẽ bằng 10 ha. X sẽ bằng 10 ha. Giải thôi. Mà x chính là BC đó các bạn. 10 nè. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Đây là mấy số nguyên tố mà. Hỏi lại vậy. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7. Đây chính là các số nguyên tố. Vậy 3 số tiếp theo là gì? 3 số tiếp theo là 19. Số nguyên tố 23 và 29. 17, 18, 19, 19 là số nguyên tố. 21 không phải, 23 là đúng. 25 bỏ, 27 bỏ, 29. Họ lấy 19 nhân 23 nhân 29 nha. 19 nhân 23 nhân 29. 1, 2, 6, 7, 3. Rồi tiếp tục. Cái này thì dễ rồi. Mình phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi mình rút gọn thôi. Đó. Ở trên tử là thầy có gì? Trên tử thầy sẽ cho x bình cộng 4y bình trừ 4xy là thành một nhóm. Như vậy nó sẽ thành là x trừ 2y tất cả bình trừ cho 4. Còn ở dưới thầy rút 2x ra làm nhân tử chung. Đó. 2x rút ra là trong còn x nè, trừ 2y nè, và cộng cho 2. Tiếp tục ở trên tử thầy sẽ phân tích tiếp. Cái số 4 này nó chính là 2 bình đó kìa. Rồi phân tích. Ở tử chính là hiệu hai hành phương, bình trừ bình đó, sẽ bằng tổng nhân hiệu x trừ 2y cộng 2 và nhân cho x trừ 2y trừ 2. Còn ở mẫu ta để nguyên chờ đợi. Rồi giờ các em thấy rút gọn được cái gì rồi kìa. X trừ 2y cộng 2 với x trừ 2y cộng 2 đúng không? Vậy ta còn lại là x trừ 2y trừ 2 tất cả trên 2x. X trừ 2y trừ 2 này bỏ rồi. Giờ làm bên này x trừ 2y trừ 2 tất cả trên 2x. Cái đáp án cuối cùng kìa. Đáp án cuối cùng hả? Trả lời. Cái nít số 2 thầy sẽ giải hết mấy cái ô này kem nha. Rồi tiếp tục. Ta qua bài thi số 2. Con rắn. Số dư khi chia đa thức này cho đa thức này. Giờ kem lấy nghiệm của đa thức này nè là bằng 1, kem thay vào đây. 1 mũ 81 là 1 trừ 45. 1 trừ 45 cộng 2061 bằng 2017.
Nói về số dư khi chia hai lợi thức cho nhau. Các em hãy đăng ký ngay khóa học V81 nha. Những em nào chưa đăng ký khóa học V81 thì các em đăng ký ngay để được nắm về về chuyện số dư của các cái đa thức khi chia cho nhau, cũng như là định lý Bayesian, cũng như là kỹ thuật phân tích thành nhân tử bằng cách là nhẩm nghiệm vân vân. Trong đó thầy hướng dẫn hết ha. 2017 thầy gọi thành 2071 là sai nặng. Các em đăng ký ngay ha nếu thích. Tiếp tục, số nguyên x thỏa mãn cái này. Rồi, ta giải nhanh như sau. Tìm số nguyên x thỏa mãn cái đó. X cộng cho 2y bằng 2. Từ công thức x cộng 2y bằng 2 thì các em suy ra là 2y sẽ bằng 2 chữ x ha. 2 bằng 2 chữ x, hay là y nó sẽ bằng 2 chữ x tất cả trên 2. Rồi x bình cộng y bình bằng 1, cái này là đề cho nè. Rồi y bình thầy sẽ đổi thành là 2 chữ x tất cả trên 2. Rồi bây giờ các em giải bài toán này bằng kỹ thuật thầy đã dạy trong khóa học V81 ha. X bình cộng cho 2 chữ x tất cả bình trên 4, 2 bình là 4 bằng 1. Chúng ta sẽ có đáp án là bằng 0 hoặc ha, hoặc là x bằng 0,8, nhưng mà chúng ta chỉ chọn x là số nguyên thôi. Vậy ta lấy chọn ha, gọi là lấy chọn chọn x bằng 0 em nhé. X bằng 0 thì y nó sẽ bằng 1. Hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 8 và góc nhọn tạo bởi hai đường chéo là 30. À, bài này chắc là chua rồi. Vẽ hình đã là tính xong. Hình chữ nhật có độ dài hai đường chéo. Giờ thầy vẽ hình chữ nhật. Đặt tên A, B, C, D. Góc có 15 độ thôi. Hai đường chéo có góc tạo bởi hai đường chéo là 15 độ. Như vậy là rất là nhỏ kìa. 15 độ là nhỏ xíu à. Rồi. Thầy đặt chữ này là chữ E đây ha. Đường chéo là 8, vậy bẻ đôi đường chéo ra kem. Vậy các nửa đường chéo sẽ là 4. Ở đây là 4 nè. Ở đây cũng 4 ha. Thì nó ra 8. Ta bắt tính gì vậy? À, tính diện tích ha. Tính diện tích thì các em phải tính cho được là hai kích thước là nhân nhau thôi. Đúng không? Hai kích thước nhân nhau. À, góc 30 độ chứ, xin lỗi. Thầy tưởng là sao lại đọc ra 15 độ nhỉ? 30 thì nó to hơn một chút. To hơn một chút chứ cũng không có to lắm đâu. Rồi. Bây giờ từ B thầy kẻ đường vuông góc xuống. Các em quay lại khóa học V82 mà thầy đã dạy cho các em ha. Thì các em xét cái tam giác vuông này nè. C E F đi.
Thầy gọi là tam giác CF ha. Nó hơi nhỏ nha. Thầy bỏ ba cái điểm này nhìn cho nó đỡ bị rối. Xét tam giác CBEF là một tam giác vuông có góc 30 độ, như vậy nó là nửa tam giác đều. Nửa tam giác đều thì BF sẽ bằng 2. Được không? BF bằng 2. BF bằng 2 thì cạnh AC nè là bằng 8. Đường cao BF là bằng 2. Vậy các em sẽ tính được diện tích của tam giác ABC. Xét tam giác ABC có đường cao là 2. Còn cái đáy tương ứng là bằng 8, vậy 2 x 8 là bằng 16. 16 chia đôi là bằng 8. Như vậy diện tích tam giác ABC là bằng 8. Như vậy diện tích của hình chữ nhật sẽ là 16 các em. Vậy đó. Hơi khó lắm. Cái này thì ta dùng kỹ thuật giải hệ phương trình ba ẩn mà thầy đã dạy trong khóa học V81 các em nhé. Ta nhập nhập 1 nè, 3 nè, 0 nè, 16. 0 1 1 7 3 0 3 9. Vậy kết quả là x sẽ bằng 1. Y là bằng 5. Và z là bằng 2. Như vậy rất nhanh chóng ha. Các em đăng ký ngay khóa học V81 nếu chúng ta chưa học. X bằng 1, y bằng 5, z thì bằng 2. Học phí chẳng có bao nhiêu đâu các em. Chủ yếu là thầy lan tỏa kiến thức thôi. Các em đăng ký ngay V81, học lúc nào cũng được hết. Các em đăng ký là sẽ được học lại từ đầu. Các em được học đầy đủ các bài giảng thầy gửi cho nha. Rồi, như vậy là ta có đáp án là thành gì? 2 mũ 1 cộng 3 nhân 5 trừ cho z mũ 2, tức là trừ cho 2 mũ 2 đó. Vậy đáp án nó sẽ bằng là 2 cộng 3 nhân 5 trừ 2 bình phương là bằng 13 nha. Con rồng. Cái này thì dễ rồi. Cái này mình tính bình thường theo cái chức năng mà thầy đã dạy trong V81 thôi. Đáp án sẽ là trừ 1/2 kem. Nhập. Rồi cái này rút gọn nó sẽ bằng 8. X bình trừ Y bình tử mẫu rút gọn hết. Cái này ta bấm máy cho nhanh kem. 35. 27 mũ 8 cộng 2 nhân cho 9 mũ 11. Rồi ở dưới là 15. 81 mũ 6 trừ 12 nhân 3 mũ 19. Lưu. Kết quả bằng 3 các bạn. Con heo. Cái này các em cũng tính bình thường thôi, thay vô tính thôi. 67/2916. Đó là đáp án kìa. Con khỉ. Cho tam giác ABC. Và vẽ hình nè. Tam giác ABC nè. Vẽ hình nhanh. Trung điểm của AC và BC, lấy hai cái trung điểm tam giác là A, B, C. Trung điểm AC là E, còn của BC là D. Gọi P là giao điểm của BE và AD. BE, AD nối lại, cắt nhau tại P phở. AD thì bằng 18. Vậy PD sẽ bằng, trời đất ơi, cái này là tính chất trọng tâm các em. Giao điểm hai đường trung tuyến thì gọi là trọng tâm.
mà trọng tâm thì cách mỗi đỉnh 2 phần 3 trong tuyến tương ứng. PA là bằng 2 phần 3 của đoạn AD. Vậy PD là 1 phần 3. Vậy là PD lấy 18 chia 3 là ra 6. Câu cuối cùng. Câu này hơi khó rồi. Câu cuối cùng là thường thường khó đúng không? Bài này thì khó quá các em. Bài này thì mấy thầy ở bộ cho kiểu này là tôi thấy là quá sức học sinh. Rồi P bằng, giờ các em khai triển cái đa thức này ra. Sẽ là 1 cộng y mũ 4 cộng x mũ 4 cộng cho x mũ 4 y mũ 4. Cái nhóm lần sau thì tạm thời thì cứ để nguyên thôi nha. 4 lần x y trừ 1 nhân cho 3 lần x y trừ 1, cứ để đó, chưa làm việc. Giờ ta làm việc với cái nhóm này ra ha. Giờ ta copy qua. Giờ các em chú ý cái nhóm x mũ 4 y mũ 4 nè, là thầy sẽ thêm vô 2 x bình y bình. Đó, là thầy trừ đi cái thầy vừa thêm để nó cân bằng trở lại ha. Cái luật này thì các em biết nhiều rồi. Xuống dòng thì có nguyên cái này xuống dưới. Rồi ba cái thằng quỷ này phối hợp lại thành nhóm, nó sẽ thành x bình cộng y bình tất cả bình, đồng ý không? X bình cộng y bình tất cả bình đó. Rồi tiếp tục, trong cái nhóm đó, trong cái vụ x bình cộng y bình này nè, thầy lại tiếp tục cộng 2 x y nữa, và trừ 2 x y trở lại để nó cân bằng như cũ ha. Cho nó cân bằng trở lại thì nó sẽ bằng tiếp cái gì? Nó sẽ bằng tiếp là ba cái này hợp tác lại sẽ thành là x cộng y tất cả bình. Các em ngẫm nghĩ cho kỹ chúng tôi theo không kịp các em. Rồi thầy lại copy qua đây, copy nguyên cái này qua đây. X cộng y theo đề là bằng 2 nè, thì chỗ này là bằng 2 đúng không? 2 x cộng y bằng 2 thì 2 bình sẽ bằng 4 ha, chỗ này bằng 4. Vậy thôi, tới đây là thấy nó bớt sợ rồi đúng không? Bây giờ thầy sẽ đặt để đặt ẩn phụ ha. Đặt ẩn phụ x y thầy đặt bằng a nhỏ, thì cái này nó sẽ bằng là x y là đổi thành a hết. Vậy chỗ này là 4 trừ 2 a nè, chứ dễ làm việc mà. X bình y bình là x y tất cả bình là thành a bình nhé. Đây là a mũ 4, bên đây là a trừ 1, bên này là 3a trừ 1. Vậy thôi. Tiếp tục, 1 cộng cho này phá tung ra, ngoặc nó phá tung ra nó sẽ thành gì? 4416 trừ 2ab là 24882 16a, rồi cộng cho 4a bình phương, rồi lại trừ cho a 2a bình phương cộng a mũ 4. Rồi cái này ngoặc này phá ra thành đẳng thức mà, a nhân 3a là 3a bình phương trừ a trừ 3a và cộng cho 1. Tiếp tục làm gọn lại kìa, rối tên thế này. 1 16 cái ngoặc này bỏ được rồi đó, hay là làm gọn nè, 4a bình trừ 2a bình là còn 2a bình, trừ 2a bình này bỏ đi. Rồi bên này trừ a trừ 3 là trừ 4a ha. Rồi phá ra luôn, 1 cộng 16 là thành 17 nè, 17 trừ 16a cộng
cộng cho 2a bình phương cộng a mũ 4 rồi cộng cho 12a bình phương trừ 16a cộng 4. Vậy thôi. Tiếp theo tới đây là thầy làm gọn lại một lần nữa. A mũ 4 thầy đem thầy để ra đầu tiên. Giao khoán đó mà. Rồi thầy trích một trích cái 2a bình phương này thầy đẩy ra đầu luôn. Rồi số 17 này thì tách ra thành 1 cộng 16. Đúng không? Rồi tiếp tục. Trừ 16a chỗ này nhập với trừ 16a chỗ này là thành trừ 32a. Đó. Bây giờ các em nhìn các em thấy quen quen chưa? Ba anh bạn này sẽ hợp tác lại thành hàng nguyên thức đó. A mũ 4 cho tới cộng 2A bình cộng 1 nó sẽ biến thành là A bình phương cộng 1 tất cả bình phương. Còn ba cái này cũng thành hàng nguyên thức đó. Nó cũng thành hàng nguyên thức đó. Thầy giao khoán lại đó. 12A bình phương. Hình như sai chỗ nào nhỉ? Sai chỗ nào? 12 A bình phương 16 4 nhân 3 là 12 A bình phương. Có sót chỗ nào? À không sót nha, không sót. Do thầy dự tính sai. Thầy dự tính cái này là không âm. Nhưng mà cái này không thể bằng không được, bởi vì trong đây là A bình cộng 1 thì không thể không âm được. Như vậy thầy điều chỉnh lại một xíu. 2A bình này thì thầy cộng với lại 12A bình này thì nó sẽ thành là 14A bình. Đúng không? Và chỗ này thầy sẽ trừ 2A bình. Tự thầy trừ vô. Tự thầy trừ vô thì thầy phải cộng lại 2A bình để nó bằng như cũ. Và cái 2A bình mới cộng này nè thầy nhập vô trong 14A bình luôn thì sẽ thành 16A bình. Vậy thôi. Như vậy là ở dưới này sẽ điều chỉnh một xíu. Ba cái này hợp tác lại sẽ thành A bình trừ 1 tất cả bình mới đúng. Rồi chỗ này sẽ đổi thành 16 mới đúng. Rồi cộng cho 4. Giờ các em nhìn cái này các em thấy quen quen không? Các em rút 16 ra cho thầy. Ở trong sẽ còn 1 trừ 2A và cộng cho A bình phương. Đúng không? Hay nói cách khác đây chính là A bình phương trừ 2A cộng 1 đó, giao khoán lại. Hay là nó sẽ bằng là A trừ 1 tất cả bình phương. Và giờ cái này em thấy nó lớn hơn bằng 4 à. Đúng không? Lớn hơn bằng 4. Cái này lớn hơn bằng 0. Cái lớn hơn bằng 0. Cộng 4 này lớn hơn bằng 4. Vậy tóm lại, cái biểu thức ban đầu có giá trị nhỏ nhất là gì? Là 4. Giá trị nhỏ nhất sẽ là 4. Đạt được khi A bằng 1. Muốn hai cái này cùng lúc bằng 0 tức là A bằng 1 đó. A bằng 1 thì suy ra là X nhân Y bằng 1. Mà X cộng Y lại bằng 2. Tức là suy ra là X sẽ bằng Y bằng 1 đó. Vậy là cái giá trị nhỏ nhất là bằng 4 đạt được khi X và Y đều bằng 1. Vậy rất là hợp lý, đúng không? Không có bị hở chỗ nào hết. Vậy biểu thức P phở ban đầu nè, sau một chập biến đổi là thầy đưa nó về đây. Lớn bằng 4, giá trị nhỏ nhất là sẽ bằng 4. Thầy đã chọn đáp án rồi, thầy qua vòng rồi đó. Thầy chỉ dừng lại thì đưa cái bài giải vô đây cho các em dễ hiểu thôi. Vậy các em nha. Rồi, thầy qua cái bài thi tiếp theo. Ta qua bài thi số 3.
đừng để điểm rơi. MN bằng 2, PQ bằng 3. Tỷ số của hai đoạn thẳng là 2 trên 30, có nghĩa là 1 phần 15. Cho B làm số khác không. B làm số khác không. Nếu A là 36% của B và C là 40% nha. A bằng 36% của B. C là 40%. C 40% của B. Thì ta có A chia C là gì? A trên C sẽ bằng, cái này cũng dễ nhỉ. A là 36% của B, còn C là 40% của B. Thì ta lấy hai này chia nhau thôi. Ok. Rút gọn B với B, phần trăm với phần trăm là còn 36 phần 40. 36 phần 40 là bằng 9 phần 10. Ok, 9 phần 10. Phương trình nhận x bằng 2 làm nghiệm thì thế vào đây thôi. 2 x 2 là 4. 4 cộng m bằng 1. 4 cộng m 1. 2 trừ 1 là 1. M sẽ bằng trừ 3. Số nghiệm của phương trình này là 0. Phương trình này vô nghiệm cái 0 nhân x bằng 2010, 2020 cũng có. Cho tam giác AB bằng 8, AC bằng 15, BC bằng 17. Vậy tam giác vuông rồi. Cái này khóa học V82. V82 thầy dạy quá nhiều ha. Đây kem. Cái điện thoại này ồn ào quá. Rồi. Tam giác vuông 8, 15, 17. 8 nè, 15 nè, 17 nè. Theo định lý Pythagore đảo thì các em sẽ phát hiện ra tam giác này vuông ha. 8 bình cộng 15 bình đúng bằng 17 bình luôn á. Mà tam giác vuông á thì cách tính diện tích thì các em biết rồi. Cách tính diện tích nó có hai cách tính ha. Là trong khóa học V82 thầy đã hướng dẫn kỹ là trong tam giác vuông thì mình sẽ có cái công thức là đường cao nhân cạnh huyền. Đường cao nhân cạnh huyền là sẽ bằng tích hai cạnh góc vuông. Các em về các em xem lại trong khóa học đó nghe. Đây các em, AB mình nhân cho AC thì sẽ bằng AH nhân BC. Bởi vì hai cái này là đều bằng gấp đôi lần diện tích. Đôi lần diện tích. Đây cái hình ở đây. AH nhân BC đem chia đôi là ra diện tích. Mà AB nhân AC đem chia đôi cũng ra diện tích, nghĩa có nghĩa là AH nhân BC là sẽ bằng AB nhân AC. Vậy ta có 8 nhân 15 sẽ bằng AH nhân cho 17. Từ đây các em sẽ tính được AH thôi. AH sẽ bằng 8 nhân 15 chia 17. 8 nhân 15 chia 10 17. 120 phần 17. 120 phần 17. Nào. Tổng các góc ngoài. Cái này thì khóa học V82 dạy rất nhiều ha. Tổng các góc ngoài của một đa giác luôn luôn bằng 360. Thì bằng 2 lần tổng các góc trong. Tổng các góc trong thì nó có công thức riêng là các em nhé. Là bằng 180 độ nhân cho n trừ 2. Như vậy là tổng các góc trong là 180 nhân cho n trừ 2. Rồi nhân đôi lên. Thì bằng 360.
tổng các ngoài 360. Các em coi lại với tấm 2 nha, nếu chưa học thì không thể nào biết mấy công thức này được đâu. Tổng các góc ngoài của một đa giác luôn luôn 360, tổng các góc trong của đa giác n cạnh thì theo công thức này. Vậy từ đây các em sẽ suy ra là n sẽ bằng 3 ha. À, đường 3. Ta thử lại coi. Trong một tam giác n bằng 3 là tam giác đó, thì tổng các góc trong là 180 nhân đôi là 360. Thì các góc ngoài cũng đúng bằng 360 thôi. Thật luôn ha. N bằng 3 nha. Các em đăng ký ngay các khóa học của thầy đi, nếu chưa học. Những em mà đậu vùng huyện nữa đó, đăng ký ngay bên tấm 1 với tấm 2 với tấm 3 để mình luyện công cho cái vòng tỉnh vào ngày 20 tháng 3. Học phí chẳng có bao nhiêu đâu các em, phí chừng này thôi. Mình đăng ký là mình được học lại từ đầu hết, thầy sẽ gửi đầy đủ bài giảng cho các em nhé. Đa thức này chia hết cho đa thức kia khi nào? Bài này thì hơi khó kìa. Bài này thì các em làm việc như sau: x bình phương cộng x cộng 1. Giả sử là muốn chia hết cho, giả sử cái đa thức là x mũ 4 cộng cho x bình phương nhân a rồi cộng cho 1, chia hết cho cái đa thức này, tức là nó sẽ bằng đa thức này nhân với một đa thức khác bậc 2 ax bình cộng cho bx cộng cho c. Thì ở đây a bắt buộc phải bằng 1 rồi, bởi vì x bình nhân x bình nó mới ra được x mũ 4 đúng không? Thì chỗ này là a bằng 1. Hệ số b này thì thầy chưa biết, còn hệ số c này bắt buộc cũng phải bằng 1. 1 nhân 1 này nó mới bằng cái hệ số 1 bên này. Cái này người ta gọi là đồng nhất hệ số hai đa thức bằng nhau, gọi là đồng nhất thức đó. Tiếp tục, thầy sẽ tiếp tục làm việc với cái đa thức trên này. Thầy lôi riêng nó ra dưới đây thì làm việc. Cái vế phải ở trên đó, thầy lôi riêng nó làm việc. X bình nhân x bình là sẽ thành x mũ 4. Rồi x bình nhân bx là thành bx tất cả mũ 3 rồi cộng cho x bình. À, x mũ 4 cộng bx mũ 3 cộng cho x bình rồi cộng cho x mũ 3 nhân đa với đa đó kìa. Rồi cộng cho bx bình phương. Rồi cộng cho x. Tiếp tục là cộng cho 1 nhân cho 3 cái này thì bằng chính nó nè. Rồi x mũ 4 thì giữ nguyên. B x mũ 3 với lại x mũ 3 là thành là B cộng 1 nhân cho x mũ 3. Rồi x bình cộng B x bình là thành B cộng 2. X bình nữa kìa. Rồi cộng 1 cộng B. X và cộng cho 1. Rồi bây giờ ta sẽ đồng nhất cái đa thức cuối cùng này với lại cái đa thức trên này ha. Đa thức này trùng với đa thức này. Thì các em sẽ suy ra điều gì? Suy ra các hệ số tương ứng sẽ bằng nhau đúng không? X mũ 4 là bằng x mũ 4 này nè. X mũ 3 đây không có, có nghĩa là B cộng 1 là bằng 0 đó. Ta sẽ có B cộng 1 bằng 0. Rồi B cộng 2. B cộng 2 sẽ bằng A. X mũ 2 đây mà. Hệ số của X mũ 2 là A, còn hệ số X mũ 2 là B cộng 2 nè. Rồi 1 cộng B sẽ bằng 0. Để cho hệ số của x trên này không có là coi như bằng 0, thì bằng hệ số của x mũ 1 dưới này là 1 cộng b. 1 với 1 thì nó què rồi. Vậy tới đây các em sẽ suy ra là b thì bằng âm 1, còn a thì bằng âm 1 cộng 2, tức là a bằng 1 các em nhé. Các em ngẫm nghĩ tới ngẫm nghĩ lui chứ thôi không hiểu đâu, không hiểu nổi đâu. Tiếp tục, cái này thì dễ rồi, ta giải thôi, dùng kỹ thuật giải trong
Khóa học V81 thầy đã dạy ha. 1 âm 6 là âm 40. Như vậy là bằng 10 và bằng -4. Ta lấy 10. Bởi vì người ta nói x lớn hơn 0 mà. Tiếp tục. Cái này thì ta rút gọn bình thường thôi, hoặc là thế và tính các em nhé. Rút gọn bình thường thôi. Các em dùng kỹ thuật thầy giảng ở trong khóa học V81, các em sẽ nhanh chóng làm ra cái này là bằng âm 1 phần 10. Các em chụp cái máy tính á, cái này không có máy tính thì chịu thôi, không giải nổi đâu nha. Rồi cái này chính là bài giải ở trong khóa học V83 ha. Bây giờ thời gian không có nhiều, chắc qua nít sau thầy mới hướng dẫn giải thôi. Còn giờ hướng dẫn giải theo toán kiểu toán tự luận, còn giờ các em dùng kỹ thuật tìm x đi, giải cho nó nhanh. X cộng 2 thêm 13 cộng cho 2x cộng 45 trên 15 bằng 3x cộng 8 37 cộng cho 4x cộng 69 trên 9 rồi đợi xíu, x sẽ bằng âm 15 cái âm 15. Cái này giải bằng toán viết thì nó sẽ cũng dễ thôi, nhưng mà chắc qua nít sau đi, giờ không có thời gian. Bây giờ thầy không nhớ cái đề. Rồi bây giờ thầy giảng cho các em luôn, tại vì hết rồi mà, đúng không? Đọc bài luôn. Các em đăng ký ngay khóa học V81, V82, V83 nếu chưa đăng ký ha. Và sắp tới thầy sẽ mở các khóa học V84 để luyện vòng tỉnh. Vậy nha. Bây giờ thầy hướng dẫn cái bài kia. Rồi cái đề bài như sau các em. Cái đề bài như sau: 4x cộng 69 trên 9 nè, thầy nhớ không lầm, 3x cộng 8 trên 37, 2x cộng 45 trên 15 và x cộng 2 trên 10, 13. Thầy sẽ giải nhanh như sau. Ở đây thầy sẽ tắt 45 ra thành 30 cộng 15. Rồi như vậy là sẽ cộng cho 15 trên 15. Vậy bên này thầy xóa cái 15 này đi. Hai cái này cộng lại vẫn bằng cái này đúng không? Y chang mà. Rồi bên này thầy sẽ cũng làm y như vậy. 69 thầy tách thành 60 cộng 9. Rồi thầy cho nó tách ra ngoài hẳn luôn, 9 phần 9 luôn. Rồi bây giờ tiếp tục xuống dưới thì các em sẽ giữ nguyên cái x cộng 2 trên 13 lại. Các em đẩy cái 15 phần 15 này qua đây cho thầy là thành 1 đúng không? Bên này cũng vậy, các em đẩy cái này qua đây là thành 1. Rồi lại kết hợp cái số 1 đó với là cái phân thức đầu tiên, hai này các em cộng lại nè, quy đồng luôn. 1 này sẽ đổi thành là 13 phần 13. Vậy cộng lại nó sẽ thành là x cộng 15 trên 13. Còn bên này ta để nguyên, chờ đợi ha. Tương tự bên này cũng vậy, hai cái này cộng lại thì nó sẽ bằng là 3x cộng 8 cộng 37 trên 37, tức là cộng 45 trên 37. Quy đồng cộng tử chữ mẫu thôi. Rồi cái bên này ta giữ nguyên. Rồi tiếp tục thầy làm việc với trinh tử này nè. Cái tử của phương thức thứ hai thì rút 2 ra, ở trong còn x cộng 15. Bên này rút 3 ra, ở trong còn x cộng 15. Này rút 4 ra, ở trong còn x cộng 15. Vậy thôi. Tiếp tục chuyển hết qua bên trái. Chuyển hết qua bên trái
thì các em đổi dấu cái này thành dấu trừ, cái này là dấu trừ và chỗ này sẽ bằng không. Các em rút x cộng 15 ra ngoài, như vậy ở trong sẽ còn lại là gì? Ở trong sẽ còn lại 2/15, 1/13 chứ, 1/13 cộng cho 2/15 trừ cho 1/37 và trừ cho 4/9 bằng 0. Giờ các em dễ dàng chứng minh được cái này nè, thì không thể nào bằng 0 được đâu ha. 2/15 thì nó lớn hơn 4/9, vậy nó trừ 4/9 là ra dương, 1/13 lớn hơn 1/37 là trừ, nó cũng ra dương. Vậy là kết quả của cái ngoặc đơn đó là dương. Vậy suy ra x cộng 15 bắt buộc phải bằng 0, thì lúc nhân lại nó mới bằng 0 được, đúng không? Thì x sẽ bằng trừ 15. Đó là kết quả. Các em hiểu nổi không? Rồi, các em và thầy chia tay nhau ở cái nick thứ nhất. Qua nick thứ hai thầy sẽ giảng kỹ hơn nữa ha. Sắp tới thầy sẽ giảng khóa học, thầy sẽ xuất bản khóa học V84. Cứ để các em thi bản A xong đã, để thầy coi các cái thầy ở bộ ra đề cái hướng gì, rồi thầy sẽ thiết kế cái khóa học theo hướng đó để các em thi tỉnh tốt hơn vậy nhé. Và thầy dặn luôn là đừng có vào những cái trang lung tung. Hiện tại có những cái trang web giả mạo web của thầy để dụ các em đăng ký, các em đừng có đăng ký nha, coi chừng bị lừa. Chỉ vào đúng cái kênh này thôi, và thầy chỉ có đúng một cái hộp thư, đó là buồn ngôn luận a@gmail.com. Các em đăng ký là phải đăng ký qua cái hộp thư này nè, không được có đăng ký hộp thư nào khác, nghe chưa? Các em học các khóa học này sẽ được học lại từ đầu chứ không có mất bài nào đâu mà lo. Rồi, bye bye các em. Hẹn gặp lại ở nick số 2.